Chào mừng quý vị và các bạn đã trở lại với kênh YouTube của Đồ Gỗ Thùng Tám. Hiện tại là 5 giờ chiều ngày 8 tháng 1 năm 2019. Trên màn hình quý vị thì tôi xin giới thiệu một chiếc sập thờ chân 22 của bác khách hàng là bác Thiện tại thành phố Đà Lạt. Và hôm nay chúng tôi đã hoàn thiện xong phần sơn cho bác, là có sản phẩm là một chiếc sập thờ và một bộ cuốn thư câu đối. Thì trước khi lên đường chuyển vận chuyển cho bác thì tôi sẽ quay lại một video làm kỷ niệm. Còn đây là chiếc sập thờ chân 22 được đục chạm tứ linh lạch, một bên rồng và một bên phượng. Đây, bên này là lân ly, bên này là quy phượng, long và rùa, rồng và rùa, tôi xin lỗi. Giữa có mặt hổ phù và có cá chép vượt vũ môn. Phía trên là có dòng trầu mặt nguyệt. Đó, cái mẫu rất quen thuộc của chúng tôi. Đây là tổng thể của chiếc sập thờ. Chiếc sập thờ này thì sáng mai là chúng tôi sẽ bây giờ chúng tôi sẽ đóng gói để sáng mai là sẽ vận chuyển lên đường vận chuyển vào cho bác ở thành phố Đà Lạt. Phía trên này còn là 4 cái bao lan nhưng chúng tôi đang vẫn để trong chưa lắp vào. Để lát chúng tôi sẽ lắp vào. Và đây là chiếc sập thờ. Còn bây giờ tôi sẽ vào trong này sẽ quay chiếc bộ cuốn thư câu đối. Đây, đầu phù đục rất là kinh bằng. Ở phía trong xưởng này tôi sẽ, đây là bộ cuốn thư câu đối. Đây, bộ cuốn thư câu đối này thì được dát vàng rất là đẹp. Hiện tại là 5 giờ chiều và thời tiết mùa đông nó rất là tối, nhưng mà bộ cuốn thư câu đối này là dát vàng nên là nhìn rất là nổi. Bộ này trúc hóa rất là đẹp, khi treo trong nhà là nó sẽ phản ánh sáng như là gì, rất là nổi bật và đẹp. Hôm trước là chúng tôi đã có quay video mọc cho bác xem rồi, hôm nay thì chúng tôi mới hoàn thiện được, mất khá nhiều công và thời gian vì là hàng đục chạm rất cầu kỳ nên là sẽ mất rất nhiều thời gian để hoàn thiện. Ở giữa chạm ba chữ Đức Lưu Quang và có hình tượng là bút kiếm tượng trưng cho văn võ song toàn. Đó là toàn tổng thể của bộ cuốn thư. Còn đây là câu đối. Tại trong xưởng của tôi là nó hơi nhiều bóng điện nên là quý vị sẽ không nhìn rõ được. Trên đây là phần trên lòng hóa mai. Đó, dưới là có đục chạm chỉ, rồi phần chữ cũng dát vàng. Toàn bộ những cái tích kia chúng tôi chạm khắc trên những bộ đồ thờ cuốn thư câu đối này thì là vô cùng ý nghĩa, rất là nhiều ý nghĩa sâu xa. Đường nét đục chạm thì cực kỳ tinh tế. Rồi tôi xin dừng cái video sẽ kết thúc ở đây để chuẩn bị đóng gói và vận để sáng mai vận chuyển vào cho bác Thiện tại thành phố Đà Lạt. Chúng tôi thì rất cảm ơn bác đã tin tưởng và sử dụng sản phẩm của cơ sở chúng tôi. Hiện tại là trong cơ sở thì còn rất là nhiều hàng chuẩn bị hoàn thiện để phục vụ cho quý khách Tết Nguyên Đán này.
rất là nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác. Mọi người xem thì bấm like và đăng ký kênh để có thể theo dõi được những sản phẩm tiếp theo của chúng tôi.